Ngày 17 tháng 1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bàn giao nghi phạm Lưu Bội Quang, 34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc cho công an Trung Quốc dẫn độ về nước, phục vụ công tác điều tra về hành vi mua bán người. Trước đó, công an tỉnh Bình Dương phối hợp với công an Trung Quốc đã bắt giữ Lưu Bội Quang khi đang làm việc cho một công ty ở thành phố Tân Uyên, Bình Dương. Nghi phạm Lưu Bội Quang bị Chi cục Phát triển Kinh tế và Công nghệ công an thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã lập án điều tra về vụ mua bán người và phát lệnh truy nã quốc tế. Theo điều tra, khoảng từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 3 năm 2019, Lưu Bội Quang và các nghi phạm khác, thông qua hình thức môi giới việc làm, kết hôn với người Trung Quốc, đã đưa 13 cô gái Việt Nam nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc. Sau đó, Lưu Bội Quang và các nghi phạm đã bán các cô gái này cho những người đàn ông Trung Quốc có nhu cầu tìm vợ với giá từ 100.000 đến 150.000 nhân dân tệ một người, thu lợi bất chính khoảng 1,5 triệu nhân dân tệ. Sau khi bị điều tra, Lưu Bội Quang đã bỏ trốn sang Việt Nam và đến Bình Dương làm việc cho một công ty ở thành phố Tân Uyên.